Bây giờ các con sẽ chữa đề cương của trường cấp 2 Liên Hà trước nhé. Lấy bút đỏ ra và chấm từng câu một. Câu nào đúng thì các con đánh dấu đúng, còn câu nào sai thì các con sẽ sửa lỗi sai. Và sau khi chữa xong đề cương của Liên Hà thì các con ghi tên của mình vào trong cái đề cương đấy và các con chụp lên nhóm để cô kiểm tra xem là các con làm bài sai đúng như thế nào. Câu thứ nhất, ta có x chi là âm y. Riding là âm ai. Sick là âm y. Swimming là âm y. Vậy đáp án đúng câu này, các con sẽ chọn phương án B, riding. Câu thứ hai, như vậy là cái câu này đáp án của bạn Hoàng là bị sai rồi nhé. Không chọn phương án D đâu mà sẽ phải chọn phương án B đấy. Những cái màu vàng này là bạn Hoàng, bạn ấy đang chữa, còn cái đáp án màu đỏ là đáp án của cô. Bạn Nhi ơi, bây giờ con thoát ra và con làm đề cương của Nguyễn Huy Tưởng cô vừa gửi lên nhóm đi nhá. Không vào Zalo, à không vào Zoom nữa đâu. Nhi nghe chưa? Vâng ạ. Từ rented là phát âm là either. Từ stopped phát âm là t. Từ watch phát âm là t. Và từ looked phát âm là t. Vậy đáp án đúng câu này là đáp án A. Chúng ta biết là cái ED nó đứng sau âm t thì nó sẽ phát âm thành either. Được chưa? Còn trường hợp các trường hợp âm gió như là âm p, âm sh và âm k thì trong trường hợp này ED nó sẽ phát âm thành âm t. Đấy, lưu ý là như thế. Bạn Vinh làm đề cương của Nguyễn Huy Tưởng đi, thoát zoom ra đi. Prefer là âm ơ dài. Better là âm ơ ngắn. Bởi vì trọng âm nó rơi vào bét cho nên cái âm ơ này yếu này. Thế còn prefer trọng âm rơi vào chính nó cho nên nó sẽ là âm mạnh. Teacher là âm ơ ngắn, ơ yếu. Worker là âm ơ yếu. Vậy đáp án đúng câu này, đúng bạn Hoàng, bạn đây làm đúng, đó là phương án B. Calorie phát âm là âm cờ. Doctor là âm c. Aerobics là âm c. Riêng từ cycling nó lại là âm s. Vậy đáp án đúng trong câu này nó phải là phương án D. Khi các con chữa bài thì các con nhớ ghi ký hiệu âm vào bên cạnh của mỗi từ. Teenager nó là âm g. Together là âm g. Guest là âm g. Regular là âm g. Vậy đáp án đúng câu này chúng ta chọn phương án A, âm g. Charity là âm ch. Chemistry là âm k. Chemical là âm k. Và mechanic là âm k. Vậy đáp án đúng câu này các con phải chọn phương án A vì chữ ch ở đây là đọc là ch, còn ba cái phương án kia cái chữ ch nó đọc thành âm k. Of là âm v. Funny là âm f. Fishing là âm f. Bookshelf là âm f. Vậy ta có đáp án đúng câu này là phương án A. Đấy, như vậy bạn Hoàng sai khá nhiều. Câu 8, can là âm k. Cook là âm k. Centimeter là âm s. Và doctor là âm k. Vậy đáp án đúng câu này là phương án C. Sau mỗi bài các con chấm điểm cho cô. Ví dụ bài này là các con chấm bao nhiêu trên 8 này. Đấy, chấm bao nhiêu trên 8. Bây giờ chúng ta cùng xem bạn Hoàng đúng bao nhiêu trên 8 nhé. Câu 2 đúng này, câu 3 đúng này, 4 đúng này, 5 sai này, 6 sai này, 7 sai này, 8 đúng này. Đấy, 1 sai đúng không? Thế như vậy đây là chúng ta có thể đếm được luôn bạn Hoàng đúng được 4 trên 8. Và các con cũng ghi cho cô là các con được bao nhiêu trên 8 trong bài tập đầu tiên. Được chưa? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang tiếp theo trong đề cương. Bài số 2, đề bài yêu cầu là find which word does not belong to each group. Hãy tìm ra một từ không trùng cùng nhóm với những từ còn lại. Ta có từ reporter, phóng viên, collector là người sưu tầm, gardener là người làm vườn và newspaper,
Thông thường tất cả những cái từ có đuôi er sẽ hoặc là or sẽ là từ chỉ người, nhưng riêng từ newspaper nó lại là tờ báo mà nó không chỉ người. Vậy đáp án đúng là phương án D. Câu này bạn Hoàng đúng rồi. Câu số 2, hate là ghét, enjoy, love và like đều là thích, đúng không nào? Vậy đáp án đúng là phương án A. Câu này bạn ấy cũng đúng. Câu số 3, unusual, favorite, common, popular, bốn từ này đều là tính từ. Unusual là kỳ lạ, bất thường. Favorite là yêu thích, popular là phổ biến và common ở đây là chung. Đấy, thế như vậy trong trường hợp này mình sẽ thấy là có cái gì nó khác biệt. Yêu thích này, popular này, phổ biến này, common là chung chung này. Này cho bốn tính từ với nhau. Cái này các con sẽ phải chọn phương án A, bởi vì cái từ này nó mang một cái nghĩa nó hơi tiêu cực. Thế còn những cái từ kia nó đều có nghĩa là phổ biến, đều được yêu thích. Được chưa? Câu số 4, junk food là đồ ăn vặt, sunburn là cháy nắng, cough là ho và flu là bị cảm cúm. Vậy ở đây ta chọn junk food đúng rồi, vì nó không phải là tên của một loại bệnh phổ biến. Câu số 5, headache là bệnh đau đầu, sore throat đau họng, cough là bị ho và weak là ốm. Và các con ghi cho cô bên cạnh từ weak đây là một tính từ adjective. Còn ba từ kia nó là danh từ. Được chưa? Ba từ kia nó là danh từ. Vậy đáp án đúng câu này các con phải chọn phương án D. Đúng rồi. Donate là động từ. Được chưa? Cho tặng. Provide cũng là động từ, các con ghi hết loại từ vào nha. Và help là động từ, nhưng blood trong câu này nó lại là danh từ. Đấy, thế như vậy đáp án đúng câu này phải là phương án C. Danh từ khác với động từ. Câu 6 của Hoàng sai. Câu số 7, relax là thư giãn, work là làm việc, sleep là ngủ và rest là nghỉ ngơi. Vậy đây ta có cái từ work này vừa là động từ vừa là danh từ. Relax là động từ này, các con ghi đi. Sleep cũng là động từ, ba cái từ này đều là động từ hết, còn riêng từ work nó vừa là động từ và vừa là danh từ. Công việc. Được chưa? 3 trên 7. Như vậy bạn Hoàng đúng 4 trên 7 bài này. Các con chấm điểm bao nhiêu trên 7 bài vừa rồi? Bài 3 La Mã, hãy chọn một từ để hoàn thành câu. Eating too much junk food will be harmful to your health. Ở đây dựa vào từ harmful, các con gạch chân từ harmful cho cô. Ở đây là có hại, đúng không nào? Rất có hại cho sức khỏe, vậy ở đây chọn junk food đúng rồi. Ăn quá nhiều đồ ăn vặt rất có hại cho sức khỏe. Câu số 2, the Japanese eat a lot of fish and healthy food, so. Sâu so, đúng rồi, vì sâu ở đây nó có nghĩa là nên, bắt đầu một mệnh đề chỉ kết quả. Người Nhật ăn rất nhiều cá và đồ ăn tốt cho sức khỏe cho nên là họ sống rất là lâu. Câu số 3, of all of them enjoy listening. Sau enjoy là một động từ đuôi ing, bạn chọn phương án B đúng rồi. Câu số 4, we Ho Chi Minh 3 times. Các con gạch chân cho cô từ 3 times, 3 lần rồi. Cái việc mà đã làm bao nhiêu lần rồi thì chúng ta sẽ chia ở hiện tại hoàn thành. Vậy ô trống thứ nhất các con chia hiện tại hoàn thành là have flown. Thế còn last summer là mùa hè năm ngoái, nó là quá khứ đơn. Vậy các con chọn từ when. Được chưa? Đáp án đúng là phương án D. Tiếp tục. Câu số 5, I love playing volleyball but my father doesn't. Ở đây các con gạch chân cho cô từ love và từ doesn't, hai từ này đối nghĩa với nhau cho nên bạn chọn but, đúng rồi. Câu số 5, when you have a fever, you should drink more water, stay in bed and relax more. Đúng rồi, được chưa? Khi mà bạn bị ốm, bạn nên uống nhiều nước, nằm nghỉ ngơi trên giường và thư giãn nhiều hơn thì các con phải chọn từ more.
Câu số 7 nào. Stay healthy. Ở đây các ta có một cái cụm từ đó là stay healthy, có nghĩa là giữ cho cơ thể khỏe, khỏe mạnh, đúng không nào? Và chỉ có stay nó mới đi với tính từ thôi. Còn những cái từ này chúng ta không dùng với tính từ, đi với healthy. Câu số 8, enjoy going. Enjoy là sau là động từ doing, thì going ở đây có rồi. 10 years from now, more people going to work by bicycle. Tôi nghĩ 10 năm gần đây mọi người thích đi bộ, đi làm bằng xe đạp. I think 10 years from now, more people. Câu này mà dùng hiện tại đơn thì không đúng này. Dùng tương lai đơn thì không đúng này, bởi vì 10 years from now. 10 years from now, 10 năm tới, tính từ bây giờ. Vậy câu này con phải chọn tương lai là will. Được chưa? Câu này sai nhé. Câu số 9, I enjoy. Sau enjoy là một động từ doing, vậy garden phải chọn gardening này. Tôi rất thích làm vườn vào buổi sáng bởi vì tôi cảm thấy sau từ file là một từ. Cái này lại không liên quan đến từ file. Vì sao? Vì chúng ta nhìn thấy trong câu này nó xuất hiện từ good, đúng không nào? Và good thì phải đi với for. Vậy đáp án đúng là phương án A. Được chưa? Enjoy cộng động từ doing, good for là tốt cho, ghi nghĩa vào đây. Good for có nghĩa là tốt cho. Câu số 10. She forgot to take the sun hat, so she got. Cô ấy quên không mang mũ đi nắng, cho nên cô ấy bị đau tai. Có vấn đề rồi. Quên mũ đi nắng, sun hat. Thì ở đây không thể bị đau lưng hoặc bị đau bụng, bị đau tai được, mà phải bị đau đầu, đúng không? Bởi vì bị nắng. Câu 11. Gạch chân từ sofa là tính đến nay thì nó phải là từ hiện tại hoàn thành. Các con chọn B, have a visited. Câu 12. Stay in shape, đúng rồi. Stay in shape ở đây có nghĩa là giữ dáng, đúng không nào? Stay in shape bằng với stay healthy. Câu 13. We can make postcard and sell them to raise money. Ở đây ta có cụm từ raise money có nghĩa là quyên góp tiền, đúng rồi. Được chưa? Ở đây là has donated, gạch chân từ 4 years, nhiều năm nay, vậy chọn hiện tại hoàn thành 14A, đúng rồi. 15. Next Saturday morning, tức là thứ 7 tuần tới, chọn will, đúng rồi. Người vô gia cư là những người không có nhà và rất cần giúp đỡ. Vậy chọn homeless people, đúng rồi. Vì ở đây ta dựa vào do not have a home. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta cần phải sửa lại câu số 10 là câu sai và câu số 8 là câu sai. Tiếp tục nha. Câu số 15, don't worry, I won't go fishing with you. Câu này đáp án C, won't go của bạn đúng rồi này. Câu 16, homeless đúng rồi, còn câu 17. Năm 2012, they started the project for children. Ở đây năm 2012 xảy ra rồi, cho nên bạn chọn quá khứ đơn là đúng rồi. Hoàng làm bài dạo này đúng khá nhiều đấy. Được, có tiến bộ. Câu 18 nhá. Volunteers always do general activities such as. Những người tình nguyện thường làm những cái hoạt động ví dụ như là nói chuyện với người già, sửa nhà cửa, bring five food or so on. Vậy ở đây ta có general rồi, general ở đây điền gì nào? Labor là lao động. Jobs là công việc, activities là các hoạt động.
Metal ở đây thì chắc là không được rồi, vấn đề. Câu này chúng ta tìm thấy nó nằm ở trong câu bao nhiêu trong sách giáo khoa của con? May do general labor hoặc activities. Con thấy có thể chọn đáp án là activities được chưa? Hoặc cũng có thể chọn từ label được, nhưng ở đây chúng ta xem cái thuật ngữ trong sách của chúng ta nó sẽ chọn đáp án nào. Cái câu 18 này tí nữa cô sẽ chữa sau nha. Tiếp theo câu số 19, I've already done my homework and I'm going to watch TV. Tôi làm bài tập về nhà rồi và tôi sẽ xem TV. Ở đây là hai cái hoạt động tương ứng nhau cho nên chúng ta không chọn bất, bởi vì nó không đối nghĩa. Nó không là phải là nguyên nhân kết quả cho nên không chọn sâu. Nó cũng không chọn có because đúng không? Vậy câu này chọn and đúng rồi. Câu 20. We get calories from, đúng rồi, chúng ta nhập năng lượng từ việc ăn đồ ăn. Bài số 4 La Mã câu 1. Bây giờ bạn này bạn ấy không sửa lỗi sai đây này. My hobby is going hiking and shopping at weekends. Ở đây câu này sai phương án B, bạn Hoàng sai rồi. Câu này là hobby số nhiều cho nên cái từ is này các con phải sửa thành từ A mới đúng. Câu 2, if you eat more sugar, you will lose your weight easily. Nếu bạn ăn nhiều đường hơn thì bạn sẽ giảm cân rất dễ. Cái từ more này bị sai này. More này sẽ phải chuyển thành less. Ăn ít đường thì mới giảm được cân. Được chưa? Câu số 3, mỗi học sinh trong lớp của tôi đều thích ăn đồ ăn nhanh. Each every student in my class like. Sau từ like phải là một động từ đuôi ing, vậy cái này các con chọn thành eating. Câu 4. Eat more junk food because it makes you fat. Ăn ít đồ ăn vặt thôi bởi vì nó làm cho bạn béo, more sẽ chuyển thành less. Câu số 5, Nga collect dolls when she was a child. Cái từ when she was a child nó đã xảy ra rồi cho nên cái từ collect này các con sẽ phải chọn collected, các con thêm ed vào nó là xong nhé. Đã sưu tầm rồi khi còn nhỏ. Câu số 6, I didn't see her for a month. Câu này là for a month là một tháng nay rồi, nó là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Vì vậy cái didn't see này các con sẽ phải chuyển thành haven't seen. Câu số 7. I find carving eggshell boring because it takes a lot of time. Tôi cảm thấy cái việc khắc vỏ trứng. Vậy cái việc này thì nó không thể là một động từ nguyên thể được, mà cái này con sẽ phải chuyển nó thành một động từ đuôi ing, được chưa? Vậy cái này phải là carving eggshell. Đấy. Sửa hết lỗi sai của bài này đi nha. Câu 1, is thành A, more thành less, ít thành eating, more thành less, collect thành collected, didn't see thành have seen và carve thành carving. Bởi vì ở đây là cái việc nhé, và con biến nó thành danh từ.